Làm thế nào để mang được đồ ăn ngọt vào trong rạp chiếu phim? Hãy kiểm tra các mưu mẹo cùng với Multido. Chúng tôi bắt đầu đây. Tình báo báo cáo. Không có ai trên đường cả. Có thể bắt đầu hành động. Chúng ta tải vũ khí quân sự được gọi là Drone 2000 với bánh ngọt. Kế hoạch này không thể thiếu vài chiêu đánh lạc hướng. Andy nhìn thấy mục tiêu và không thể chướng ngại vật. Quân nhân thực sự của trung đoàn kẹo. Bảo vệ không hiểu được chuyện gì đang xảy ra ngay trước mũi anh ấy. Andy đã chuẩn bị một thủ thuật mới. Đã đến lúc đánh lạc hướng anh bảo vệ. Đây là sự trợ giúp. Anh bảo vệ thậm chí còn không biết mình rơi vào cái gì. Trong khi đó, máy bay lái bằng điều khiển từ xa đã đến gần mục tiêu và còn mang theo sô-cô-la và các hương vị. Một ý tưởng thật thông minh. Anh bảo vệ không có một cơ hội nào để bắt được kẻ đột nhập. Bộ phim chắc chắn rất thú vị, nhưng sô-cô-la thú vị và còn ngon hơn nhiều. Không may không chỉ Andy và Suzy thích ăn Snickers và Kit Kat. Họ chẳng còn lại thứ gì cả. Đôi khi trong rạp chiếu phim bạn có thể nhìn thấy những người đẹp thực sự, như từ Hollywood. Trái tim của anh bảo vệ không thể cưỡng lại sự hấp dẫn của cô gái lạ. Đúng, cô gái như vậy cần một cách tiếp cận đặc biệt, hoặc phạt tiền vì vi phạm quy tắc của rạp chiếu phim. Váy đầm dài thướt tha ngọt ngào, mà thực sự rất ngọt ngào. Người đẹp chỉ cần miêu tả sự hoang mang và giả vờ là cô ấy không biết gì cả. Nhưng anh bảo vệ giữ quy tắc rõ ràng. Bắt tận tay, bạn không cãi được nữa. Phim. Sự kỳ diệu của điện ảnh đã chiếm trái tim của hàng triệu người. Mọi người ở mọi lứa tuổi đều yêu thích phim. Và ngay cả những em bé nhỏ cũng rất thích xem phim. Hay không phải là trẻ sơ sinh? M&M, Skittles, mứt cam, kẹo mút, sô-cô-la. Sự kết hợp hoàn hảo trong một bộ phim hành động dài 2-3 tiếng. Với lượng dự trữ như vậy, bà sẽ không cảm thấy nhàm chán. Quan trọng nhất là đóng gói cẩn thận. Chúng ta xếp chặt vào càng nhiều càng tốt. Bạn không nên giới hạn mình. Tốt, rất thuyết phục. Em bé đã sẵn sàng để xem phim. Chà, nếu không có đủ đồ ngọt, bạn có thể giấu sô-cô-la vào trong tã. Ngay cả khi anh bảo vệ có thắc mắc, chúng ta có thể giải quyết dễ dàng với sự trợ giúp của tã. Tốt, các mẹ, hãy vào trong rạp chiếu phim và bắt đầu đi. Cơn đói có thể bắt gặp vào mọi lúc, mọi nơi. Lúc nào cũng phải sẵn sàng. Và nếu bộ phim trở nên không hấp dẫn lắm, bạn có thể tiếp tục ăn những thứ trong tã một cách an toàn. Không ai dám mang cả cửa hàng đồ ngọt vào trong rạp chiếu phim. Thật là ấn tượng. Giảm 2-3 cân đôi khi không dễ dàng. Phải tập 24/7. Lao động rất là khó. Trong khi mọi người đang nghỉ ngơi, thỉnh thoảng bạn phải kéo tạ, tập squat. Không thể để bản thân thư giãn được, ngay cả trong rạp chiếu phim. Tập thể thao tất nhiên là tốt, nhưng làm thế nào để bạn có thể sống mà không ăn tinh bột và đồ ngọt? Chúng ta không tập luyện nữa, phải chỉnh sửa thói quen ăn uống. Thế này có phải tốt hơn không? Khoai tây làm bộ phim nhàn chán trở thành câu chuyện phiêu lưu. Thật là đáng yêu. Có lẽ Mary nên xuất bản một cuốn sách với những mẹo để giảm cân. Có kết quả ngay lập tức. Tuyệt vời. Nhân viên bảo vệ chắc chắn sẽ được truyền cảm hứng từ tấm gương của Mary.
Thật đáng tiếc, đồ ăn bị cấm. Tớ đói bụng quá mà không được mang đồ ăn ngọt vào trong rạp phim. Nên làm gì bây giờ? Cosplay không chỉ vui nhộn, nhưng cũng rất hữu ích. Cosplay cô lau dọn. Anh bảo vệ cho vào giờ chiếu phim mà không hỏi han gì cả. Khả năng diễn xuất tuyệt vời. Bravo, bravo. Đây chính là người đáng giải Oscar và càng sớm càng tốt. Trong chậu có cái gì đây? Cả một gói bánh quy. Bây giờ chỉ cần giấu gói bánh quy ở phía sau chỗ ngồi và tiến hành theo kế hoạch. Bảo vệ cần ngừng đeo kính râm ngay lập tức. Không thể nhìn thấy gì và ghi nhớ khách. Mọi thứ đều chìm trong sương mù. Có vẻ như đã thấy nó ở đâu. Vấn đề chính không mang được đồ ngọt và cần có vé. Một bất ngờ không hay đang chờ đợi cosplayer. Đã đến lúc bắt đầu hoảng sợ và lo lắng về kế hoạch sẽ bị đổ vỡ. Xài một chút thôi là đủ. Ai đó rất xui xẻo và cho ai đó rất may mắn. Trong cuộc đời không thể đoán trước được điều gì. Đấy, dầu bánh quy đi rồi, ai đó đã ăn hết phần của mình. Và đâu là công lý trên thế giới này? Ai, chỉ có thể xem phim một mình thôi. Ôi, những cặp điên rồ này. Mọi người hãy nhìn xem. Có phải là La La Land không? Hoặc một bộ phim đang trực tuyến? Quan trọng nhất là mọi thứ đều sống động và chân thật. Lãng mạn quá. Trái tim của người bảo vệ nghiêm khắc đã tan chảy như một cục đá trong trà nóng. Mở đường cho giới trẻ, những chỗ ngồi tốt nhất dành cho cặp đôi đang yêu. Và đây là điều kỳ diệu của điện ảnh, đẩy mọi người đến sự điên rồ. Đúng, người chồng tương lai không phải lúc nào cũng có thể đoán được kích thước chiếc nhẫn của người vợ tương lai, nhưng điều biết rõ hơn là về sở thích khẩu vị của cô ấy. Đây thực sự mới là tình yêu. Làm bảo vệ không dễ dàng. Phải đứng đây cả ngày, kiểm tra vé liên tục. Vì vậy đến cuối ngày hoa hết cả mắt. Và không nên mất cảnh giác trong mọi trường hợp. Nếu không thì ai đó chắc chắn sẽ mang đồ cấm vào trong hội trường. Ôi, những kẻ xâm nhập này, họ khắp nơi. Có vẻ như một cô gái dễ thương, một học sinh xuất sắc, thậm chí đến rạp chiếu phim với một cuốn sách. Và trong sách có khoai tây chiên, ngon và rất có ích. Phim mới ra mắt, xếp hàng dài cả cây số. Có vẻ như không dễ dàng gì mua được vé ngày hôm nay. Chờ đến lượt mình đau hết tất cả các cơ. Chân không đi được, cổ không quay được. Thật may trong trường hợp như vậy có một lối thoát. Gối du lịch, rất mềm mại và thiết thực. Dường như anh bảo vệ cũng bị đau cổ. Hoặc dây thần kinh. Có cái gì đó không ổn. Chú ý, chú ý. Có vũ khí trong rạp chiếu phim. Không hay chút nào. Ôi không, tất cả mọi công sức đổ xuống sông, xuống biển hết rồi. Ít nhất là không có thương vong. Khi thời tiết xấu, bạn luôn có thể mang niềm vui đến cho bản thân và những người xung quanh bằng một bộ trang phục tươi sáng. Và tất nhiên bằng nụ cười rạng rỡ. Anh bảo vệ hoàn toàn không hiểu gì về thời trang. Khởi sắc là xu hướng của mùa năm nay. Chà, bạn có thể đến hội trường xem bộ phim Hipster. Thời trang có thể thay đổi mà. Nhưng nó không có thể ngon hơn, có phải ai cũng biết. Người hâm mộ phim có rất nhiều ý tưởng và mưu mẹo để mang đồ ăn vào trong rạp chiếu phim. Kính, cái này thực sự rất sốc. Anh bảo vệ thậm chí còn không hề biết bí mật của kính 3D này. Bạn đã đoán ra chưa? Chúng tôi đang chờ cô trả lời của bạn trong phần bình luận. Kẹo mốt ẩn sau cặp kính. Bạn cũng nghĩ vậy đúng không? Tốt, đập tay nào. Ê, đó vẫn chưa phải là tất cả đâu. Đừng quên like và đăng ký kênh nhé. Hẹn gặp lại bạn sau nhé. Chào tạm biệt.